thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Gần đây, trên địa bàn này liên tục xuất hiện các dự án ma, phân lô bán nền, rồi quảng cáo giao bán công khai trên các mạng xã hội. Đầu tháng 6 năm 2021, phóng viên Báo Thanh Niên tìm đến dự án ma có tên gọi là khu dân cư sinh thái Phú Mỹ Eco Garden. Dự án ma này rộng hàng chục ngàn mét vuông, ở phía sau một dự án ma của công ty Alibaba. Có một container được làm thành văn phòng để khách hàng đến giao dịch tại khu đất này. Có hai con đường bê tông làm trái phép đã bị Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ quốc bỏ, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Khu đất đã được phân lô theo thứ tự có giá giao bán từ 1,2 đến 1,3 tỷ đồng một nền, mỗi nền khoảng 150 m². Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha cho biết, trên địa bàn xã không có dự án khu dân cư, phân lô bán nền nào được cấp phép. Vị lãnh đạo này cũng cho biết, khi biết thông tin trên mạng xã hội đang có giao bán đất phân lô với tên gọi khu dân cư sinh thái Phú Mỹ Eco Garden. Ủy ban Nhân dân xã đã kiểm tra hiện trạng đất thì phát hiện khu đất này là của ông Nguyễn Ngọc Linh. Ông Linh đã tự ý làm đường bê tông trên đất nông nghiệp nên địa phương đã lập biên bản và xử lý. Diện tích đất bị hủy hoại gần 1.000 m². Bà Hoàng Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha đã có báo cáo về dự án ma trên địa bàn xã cho Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ xử lý. Theo đó, ngoài dự án ma khu dân cư sinh thái Phú Mỹ Eco Garden, thì trên địa bàn xã Châu Pha còn có hai dự án ma khác có tên gọi bằng tiếng Anh là khu dân cư Eco City 6 và khu dân cư Solar City.